Rồi hello, em xin chào anh em chú bác nha. Thì em cũng xin chúc mấy chú mấy bác năm mới gặp nhiều niềm vui và sức khỏe ha, thành công trong công việc và cuộc sống ha. Thì hôm nay em có số máy để gửi tới anh em chú bác ha. Thì anh em chú bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0366093247 ha. Số Zalo em cũng xài số đó nha anh em. Số Zalo, số điện thoại em để góc bên đây ha. Giờ làm việc em để góc bên đây nha anh em ha. Thì anh em có nhu cầu thì alo cho em ha. Thì anh em có mua hàng á, thì anh em chuyển khoản thì em sẽ bao ship ha. Còn anh em không chuyển khoản thì anh em cọc giúp em 100.000 nha anh em ha. Thì hôm nay em có số máy để giới thiệu tới anh em ha. Thì những con này là bán sát siêu rẻ cho anh em về anh em chế cháo đồ chơi ha. Nói chung là máy chạy hết, chủ yếu là nó hư cò thôi ha. Em thì thứ nhất là không có cò thai, thứ hai nữa là không có thời gian anh em ha. Thì đem đây có điện nè, đây ổng áp nè anh em ha. Đây có con máy mài ha, máy mài với lại khoan pin ha. Thì em không nói vòng qua thì em sẽ vô giới thiệu từ chi tiết nha. Hiệu điện trước nha anh em ha. Thì điện này là điện 100V, toàn bộ máy là điện 100V hết nha anh em. Cái nào 220 thì em sẽ báo ha. Rồi thì bây giờ bỏ một bên đi ha. Đây vít mini ha, vít mini là siêu đẹp cho anh em luôn nha. Đây là ok luôn á, đèn tắt ở dưới này ha. Rồi để đi, đi pin này pin em đã đóng rồi ha. Rồi này thì em sẽ lấy điện ghim nha. Thì cái này là con cắt tôn ha anh em, cái này em không biết hiệu gì nha anh em, mấy em chưa vệ sinh chưa đụng chạm hết trơn nha anh em ha. Đó, cái này là vỏ nhôm nha anh em, vỏ nhôm lưỡi nó nè anh em ha, còn rất là dơ luôn. Cái này miếng này sao dày ghê luôn nè, miếng này dày ghê luôn, miếng này có 5 ly á, 5-6 ly á miếng này nè. Nó cái lưỡi nó cũng vậy nè, cái lưỡi trên này cũng vậy nè anh em ha. Để em lấy nét á ha, nó là gì đó. Đó, thì anh em có thể chỉnh nè, chỉnh lên chỉnh xuống nè ha. Cái này chỉnh ra chỉnh vô nè, mình mòn mình thay ấy này kia nọ đó, mòn mình mài rồi đó, mình cắt lâu mình mòn mài rồi. Cái vỏ nha, cái này nè, trong đây là nó chắc bị vô nước, nó hơi tê tê nha anh em, hơi tê 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 anh em, chứ nó không có giật mạnh, nhưng mà anh em về anh em vệ sinh ra ha. Tại vì khi nhớt nhau mỡ bò rồi đó anh em, để em quay camera xuống xíu. Nhiều khi nhớt nhau mỡ bò rồi đó, nó dính cái vỏ nó với gột đồng anh em, nó hơi tê tê. Rồi dây này là dây nguyên riêng của nó vậy nha anh em ha. Nó lúc tê lúc không vậy đó anh em ha. Máy chạy ok anh em. Rồi nói chung là máy chạy ok anh em, nhưng mà chạy êm ru à, nhưng mà nó hơi tê tê chút xíu. Thì chắc cái trong này nó bị nước vô hay là nó bị cái gì đó em không biết, nó tê tê ha. Thì em về báo vậy đó. Anh em về tháo vệ sinh sạch sẽ rồi hãy xài nha. Đây đã có tổ chỉnh nè anh em, này đồ vô nhớt cái gì nè anh em ha. Cái này thấy nó, con này cũng hơi khá nặng nha anh em, con này có 3 kg á. Đây đồ chỗ vô mỡ bò anh em, chỗ vô mỡ bò chạy em ru anh em ha. Con này chạy em ru à đó ha. Đây công tắc là bằng đồng. Rồi chạy thì ok, khỏi lo đi. Anh em về nhớ vệ sinh nha. Đi ngoài lộ hơi ồn, anh em thông cảm giúp em nha. Này cho em báo giá số 1 nha anh em. Số 1 rồi, số 1 500 nha anh em. Này số 1 bị dướng đồ, em ghi nó bị quẹo rồi ha. Rồi số 1 500. Thì anh em về vệ sinh ra là xài ha anh em. Cắt tôn ha, cắt tôn. Con này khá là cứng cáp luôn anh em, nhìn có cái gì nó cũng dậy chứ anh em ha. Con này có 3 kg nha. Đó ha, 500. Rồi chuyển khoản em bao ship ha. Đây tới em con cắt gung nha anh em. Con cắt gung, cái gung này hiệu Boss chưa vệ sinh nha anh em. Máy siêu đẹp nha, máy ok luôn á. Máy này là nếu mà rửa ra là bóng hới luôn á. Cái này nó có cái miếng này đây chứ không phải miếng tem nha anh em. Cái miếng này không phải, lúc trước em tưởng con này là cái miếng tem, không, thật sự nó không phải miếng tem anh em. Giờ nó còn đầy đủ em mới biết là nó không phải là miếng tem anh em. Tem nằm bên đây, này là Boss Malai nha anh em ha. Đó, để em lấy nét lại cái. Đó, ha anh em, hơi chá. 250W nha anh em, 2.6A nè. Mắc in mã lai nè, thấy không? Đó, nhưng mà con này siêu đẹp, than còn đầy luôn nha anh em. Con này như chỉ xài lướt thôi, than còn đầy luôn. Giờ em sẽ test luôn ha. Giá thì em sẽ báo giá luôn nha anh em. Tại vì anh em nhớ xem hết video, nhiều khi có cái những cái nào hay ho giá rẻ rồi anh em alo cho em ha. Rồi số điện thoại em có để trên màn hình nha anh em. Rồi giờ em test nè. Đây nó có 6 cấp chỉnh nha anh em. 6 cấp chỉnh ha.
Cái con này nó đặc biệt có cái chỗ là mình bật lên, mình bật lên nó hiện cái nó xuống là bình thường anh em, làm như là nó có cái chế độ đề ba hay là sao em không biết ha. Nè đó, thấy không nè, thấy không đó, giờ em chỉnh số 1. Chạy quá trời chạy anh em, không biết con này nó cái giống gì mà nó chạy dữ vậy đó. Cái này á em không có, chưa có vệ sinh nha anh em chưa có vệ sinh nó, em chỉ là nó không có con dây, em để con dây vô thôi. Dây này cũng dây bãi luôn anh em ha, dây bãi luôn anh em, nhìn cái chuôi là biết dây bãi ha. Rồi đây này em có tháo ra em vô chút xíu mở bò trên cái đầu nè anh em, cái đầu trong này nè ha, cái đầu chỗ mà nó quơ á đó, thì này có cái lưỡi luôn nha ha, nó có cái lưỡi luôn gì đó. Rồi con này nó chạy hơi bị dữ nha anh em, không biết sao nó chạy ghê ta, hay là cái giống nó vậy. Anh em chỉ cần nếu mà anh em là cắt bình ống bình thường đó, cắt ống nước cắt cái này kia nọ bình thường, anh em chỉ cần chỉnh số 1 là xài vô tư rồi anh em ha, số 1 là xài vô tư rồi ha. Rồi với lại tháo cái đuôi này ra, than thì còn đầy luôn, khỏi lo đi, về vệ sinh ra là xài thôi anh em ha. Rồi em sẽ báo giá luôn nha, thân máy dây đầy đủ luôn nha anh em, dây này bộ mà chắc cỡ 4m á, dây này cỡ bộ 4m ha, thì em đoán vậy thôi chứ không chính xác mấy đâu. Rồi số 2600 nha anh em ha, chuyển khoản em bao ship, không chuyển khoản thì cọc giúp em nha. Rồi cho qua đây em còn con bào điện anh em, bào điện này của Makita ha, bào điện này là nó hình như là nó 300-400W, 400 mấy watt gì để coi, 480W nha anh em ha, bào này 480W, máy em đã vệ sinh sạch sẽ ngon lành này nha anh em. Anh em về mài lưỡi rồi lại xài nha anh em ha, về tra lưỡi lại xài, tra rồi mài luôn ha. Rồi thì dây này nó bị đứt khúc chỗ này, em nói lại nha anh em ha, thì cái đuôi nó cũng còn khá dài, thì anh em cắt cái này anh em nói vô đây cũng được, mà anh em để gì xài cũng được ha, em đã nói rồi nè ha. Rồi thì cái nào đứt thì nói đứt, cái nào bể nó bể anh em, không có gì đâu phải mà đắn đo ở trên nè, cái gì mà để ấy ha. Bào rồi em có bào rồi anh em đã tháo vệ sinh test đầy đủ rồi anh em, ok anh em cứ việc về là xài thôi anh em, tra lưỡi mài lưỡi lại là xài thôi ha. Rồi thì con này thì cũng còn ngon lành anh em, cục bọng của nó còn đẹp lắm, nói chung là mấy cái rô to này kia nọ còn xanh lè à, khỏi lo đi mấy cái bào này xài vô tư. Rồi ha, số 3 nha anh em, 600 bào Makita ha, đây là đồ chỉnh ha, em đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi, anh em cứ chân chu hết rồi, cứ việc về là xài thôi ha. Đó. Điện 100V nha, anh em nhớ điện giúp em là 100V nha anh em nhìn con ốc anh em biết rồi nè, thấy không? Bảy màu luôn á anh em, này ốc đó nè, đó, thấy không? Nhìn có biết là bên trong nó rất là đẹp anh em, tại vì mua đồ thì cũng phải coi, thấy không? Đó, thấy không? Ốc ngon lành. Nói chung là ok anh em ơi, khỏi lắng đo đi. Anh em mua đồ bên em thì anh em cứ an tâm lắm, đề là mua về là xài anh em. Đó, mua về là xài, tại vì em kiểm tra rồi hết rồi. Cái nào như những cái này nè, những cái con phân pin nè, cái nào hư cò hay gì hay là sao sao đó thì em bán sát cho anh em ha. Anh cho anh em về lấy phụ kiện. Rồi. Cái này số 3 nha, 600. Mua đồ để về bán về cho người ta xài, chứ không phải mua đồ về cho anh em phải hồi hộp là mua về không biết xài được hay không. Anh em cứ mua đồ bên em thì cứ an tâm vấn đề bên đó đi ha. Vấn đề đó đi ha. Ừ, mua về nhầm anh hỏi mua về xài được không đồ. Mua bán thì phải về xài được chứ, đúng không? Bán được xài không được cho chúng nó chữ à. Đây, con này là con đĩa cỏ Makita ha. Đây nó có cái đồ ấy luôn, em để ngoài anh em, nó có cái đồ chặn đây nè. Ha, với lại cái nắp chụp vô. Đó, máy này thì em bao chạy, máy em đã vệ sinh rồi, kiểm tra rồi, thử đồ rồi ok rồi ha. Thì em để ở đây ha. Thì cái con này á là em cái pin nó sâu quá. Đó, pin nó sâu quá cho nên em không có test được, thì em sẽ báo giá cho anh em, khi nào anh em cần thì em sẽ test ha. Thì em bao anh em là em chạy, bao anh em là chạy ok ha, chạy ok khỏi lo đi, anh em mua đồ bên em nhiều anh em biết ha. Rồi số 4, rồi số 4 300 nha anh em ha, thân máy vỏ pin nha anh em đóng pin thì 200 nữa ha, báo luôn đóng pin thì 200 nữa ha, pin lì sen, còn muốn đóng pin tốt hơn thì đóng pin tốt hơn thì giá nó cao hơn xíu nữa ha. Nói chung thì con này ha, đó, về chỉ cỏ gì tết nhất rồi đó anh em, lưỡi này em chưa đánh nè, lưỡi chỗ này nè hơi dơ nhưng mà cái lưỡi này còn rất là ok nha, không mẻ không gì đâu nha anh em
hai cái lưỡi cũng rất ok anh em, về mấy chú mấy bác rồi đó, tỉa bonsai tỉa hình tròn tròn này trên cái nọ đó, thì những cái cây nào mà mình tỉa rồi nó mọc lại mình tỉa nữa anh em, là đưa cái này vô nó rất là gọn nhẹ nha. Thì con này nó tầm khoảng cỡ 1 ký tới 1,5 ký thôi anh em cầm là vừa tay luôn ha, nó không lâu cầm lâu nó không còn nổi tay rồi ha. Hoặc là đưa lên cao đấy là của Makita nha anh em ha, đây là 1050 rồi. Cho anh em coi sơ ngoại hình em qua con khác nha anh em, đây là số 4 nha số 4 nha anh em thì đây nó còn đầy đủ cái đồ chỉnh đây luôn nha anh em, chỉnh tỉa cỏ anh em đó, anh em không xài thì anh em dục anh em xài như vậy, anh em tỉa cao thì anh em xài như vậy, còn anh em xài tỉa cỏ dưới cho nó cần điều thì anh em gắn cái đế đó vô. Rồi cái này có đồ mở ra luôn nha đó. Rồi cho anh em coi sơ em qua con khác nha, số 4 300. Rồi đây em còn cái ổng áp đây có ổng áp này, cái ổ này á, cái ổ này là cái ổ cân bằng anh em, cái này của Hàn Quốc nha, cái ổ này của Core anh em, Coreca là nó là 3KV ha, 3KV đây, thì cái này á, là nó là cân bằng, tất nhiên là anh em á, nó là ngon hơn ổng áp rất là nhiều anh em, nó ngon hơn ổng áp những anh em xài nhà rất là nhiều, anh em xài 110 nó sẽ cân bằng 110 và anh em xài 220 nó sẽ cân bằng 220. Bây giờ em sẽ ghim điện thử 210 cho anh em xem ha. Đây đây là cái chui này á, thì nó khác với cái chui Việt Nam mình, cho nên là mình về mình phải làm cái lại cái chui này nha anh em, còn anh em không thôi thì anh em ghim cái chui thường vô cũng được, anh em ghim cái chui thường vô ha. Rồi ghim cái chui thường anh em ghim vô, nhưng mà tốt nhất thì anh em làm đi, làm lại cái chui 6 lỗ với 3 lỗ gì đó ha, về anh em xài ha. Đây thì anh em xài 110 nó sẽ cân bằng 110, nhưng mà con này nó chịu tải rất là hay anh em, nó không phải như ổng áp á, nó được lợi là hai thứ ha. Thứ nhất là nó bền, thứ hai là nó ngon hơn ổng áp là cái vấn đề chịu tải anh em. Ví dụ như anh em xài máy giặt tủ lạnh này kia nọ mà chưa tới 3KW á thì anh em xài thoải mái luôn. Đây em có một con để em giới thiệu luôn ha, đây nè anh em có một con, đây là cái ổng áp của em là có 500W nè anh em, nhưng mà nó kéo motor này nổi anh em, kéo motor này tại vì cái chịu cái lực chịu tải á, là cái motor bơm á, tất nhiên là nó sẽ lúc chạy lúc không ha, lúc nó đầy hơi nó sẽ tắt thì lúc mà nó đề ba lên á, cái cục nào nó ok á thì nó sẽ đề ba nổi, còn cái tại vì cái này tới 1000W lên nè, nhưng mà cái cục nó có 500W nó kéo phà nè đó, cái cục đó là xài gần 10 năm rồi đó, ông lão em xài để lại đó. Nhưng mà em có một cục 1 ký anh em, nhưng mà kéo motor đó không nổi, kéo lên nó gị anh em ha, thì nó lợi hại chỗ đó anh em, cái con này là nó lợi hại chỗ đó. Thứ nhất, thứ hai là nó bền, nó xài cả chục năm anh em ha. Thì đây nó là vậy anh em, khỏi lo vấn đề đó đi, con này là 3KV ha. Thì đây đuôi nó nè anh em ha, thì anh em ghim điện 110 nó sẽ cân bằng 110, anh em ghim điện 220 nó sẽ cân bằng 220 ha. Rồi việc xài thì vô tư anh em, nó là thứ nhất là nó chịu tải rất là hay ha. Thì cái những cái con kia nó xài một thời gian nó sẽ quơ, nó quay cái đầu ấy anh em, nó quay từ lâu ngày nó mòn hoặc là nó yếu lại anh em, còn con này không anh em, xài thoải mái luôn, xài bao lâu luôn ha. Anh em đừng có dục hay anh em đừng có đập nó thôi, anh em đồ dục anh em đập thì không có gì mà còn đâu, nói chung là vậy, đồ Mỹ cũng vậy nữa ha. Còn anh em về xài như là máy lạnh nè, máy giặt nè, hai ngựa rồi đó anh em, anh em kéo cái con này á, nó cân bằng cho anh em nên xài thoải mái luôn ha. Rồi thứ nhất là, thứ hai nó được hai cái ưu điểm, nó là vậy ha, còn nó không có khuyết điểm anh em thấy nó không có khuyết điểm, tại vì anh em ghim điện 220 thì nó sẽ cân bằng 220 cho anh em, rồi chịu tải rất là tốt ha. Rồi số nào, 1.100.000 rồi ok chưa. À, con này là 3 kW ấy, 3KV nha anh em, 50 Hz gì nè ha. Đó, nó cân bằng tốt nhất là điện 220 tới 240 ha, nó là vậy. Thì anh em ghim nó cái đồng hồ này anh em, thì anh em ghim cho anh em xài ha. Rồi cho qua, nặng quá anh em ơi, con này là 7-8 kg anh em, cái cục này là khoảng 7 tới 8 kg chứ không có 7 đâu, tại vì em bán mấy chục cục anh em, em bán hồi Tết năm rồi chắc cỡ 50 cục anh em, cục này nè. Rồi đây là con này cũng là y gan như vậy thôi anh em ha, nhưng mà nó mắc cái nắp ở chỗ này anh em ha. Rồi thì con này cũng chức năng cũng y gan vậy nha anh em ha, 3000 AH nè ha, nó cái này 3KV nè ha, thì nó cũng là cân bằng như vậy thôi. Thì em sẽ mở cho anh em xem luôn ha. Đây đó, thì anh em cái này nói chung là anh em không cần xài cái này nữa anh em ha, anh em không cần xài cái này nữa, tại vì nó đã tự động cân bằng cho anh em rồi, tự là thí dụ mà anh em tải là tự nhiên nó sẽ kéo điện cho anh em đủ luôn à. Nó cái con này nó hay vậy đó anh em,
Thứ hai nữa là nó bền. Rồi, số 5, hồi nãy số 5 thôi. Giờ là số 5A là tại vì em có hai cái ha. Rồi con này em bán 1 triệu nha anh em. 1 triệu ha, tại vì con này nó mất cái nắp em bớt cho anh em 100 ngàn ha. Con này nó mất cái nắp em bớt cho anh em 100 ngàn. Này cũng là của Hàn Quốc luôn nha. Đó. Rồi em cho qua. Thì em có hai con, bây giờ em giới thiệu cho anh em mấy pin ha. Rồi đây có mấy pin. Mấy pin thì bao gồm là có mấy con này với lại boss rồi nè anh em, 1.1 với lại 1.32 rồi ha. Đây. 1.32 đây. Ha, con này con 1.32 rất là đẹp anh em ha. Thì rồi đầu tiên em sẽ pin thì em lấy điện qua một bên đi. Rồi đầu tiên con vít mini nha anh em. Vít mini này em đã đóng lại một xeo pin lithium ha, thì đèn ha. Thì giờ ghim đi vô. Chết rồi điện thoại. Thì anh em thấy không? Là tất nhiên là vô điện là nó sạc đó anh em, thì em sẽ ghim điện sạc luôn ha. Đây. Ok chưa? Ha. Đây. Rồi thì một con này em bán 300 ngàn nha anh em. Con máy này nó đẹp ha. Bao đẹp anh em từ trong ra ngoài luôn ha. Con này bao đẹp cho anh em từ trong ra ngoài, mới tin luôn ha. Ra ngoài ha. Con đẹp nó giá khác mà con xấu nó giá khác ha anh em. Con xài chung nó giá khác ha anh em. Đó ha. Ok ha. 300k nha anh em. Thì cái này ghim điện 220 ha. Đó, cái này ghim điện 220. Thì máy pin sạc vậy á là 300 ngàn anh em cứ việc về mua về là xài ha. Anh em chuyển khoản em bao ship ha. Rồi em cho qua. Rồi đây em có một con nè. Kriobi ha. Cò bị quẹo anh em. Cò bị quẹo đầu kẹt ha. Cò bị quẹo đầu kẹt motor thì bao chạy cho anh em. Con này cũng vậy luôn anh em. Con này thì em không biết sao đây bị mất cái đuôi nè anh em ha, bị mất cái đuôi ha. Thì cò này nó vậy đó anh em ha. Thì motor thì chạy hết nha anh em. Anh em cứ ấy mua về là cứ để cò vô là xài, hoặc là cái cò này anh em có thể vệ sinh ra là xài được luôn nè. Đó. Thì anh em lấy cái đuôi ra đây gắn quanh đây hay sao sao đó tùy anh em ha. Anh em bán sát. Rồi, cái con này. Rồi con này là con Nati ha anh em. Con này đầu cũng kẹt luôn nha anh em. Đầu kẹt luôn nha. Rồi. Chạy. Rồi con này hư cò anh em. Motor còn chạy này, motor rồi ha. Rồi cái này thì em sẽ bán nguyên cục vậy với đổ pin nha anh em ha. Thì để về anh em để hai cây Yubi nè, một cây Makita nè. Ô một cây Nati nè ha. Đây. Ok chưa? Đó. Cái này bể ra bể chân nha anh em ha. Rồi. Thì em bán một bộ vậy đó là rồi số 7600 nha anh em ha. 4 con. Bao motor là bao chạy hết nha. Đó, motor là bao chạy hết nha anh em ha. Đó. 4 con. 600. Quá trời rẻ luôn rồi, rẻ thúi thì thôi luôn rồi ha. Rồi đây em còn cái này. Đảo chiều. Đó, ok ha. Cái này mà mắc in ra băng mới ghê chứ. Rồi nè, mắc in ra băng mới ghê. Khoan ha, khoan này có bao gồm là 20 cấp trượt. Ô 18 cấp trượt anh em. 18 cấp trượt, một cấp phan ha, với một cấp nhanh chậm ha anh em ha. Máy em chưa vệ sinh ha, em bán thân máy vỏ pin 250 nha anh em. Thân máy vỏ pin 250 nha. Anh em nghe rõ video giúp em cái nha, để anh em để hỏi 250 máy pin sạc luôn chắc lại người ta quá anh em ha. Rồi chuyển khoản bao ship luôn nha anh em. Chơi gì đó anh em. Lỗ cũng chịu nữa anh em. Rồi đây con này. Bể lỗ cho đây anh em. Nào. Đảo chiều. Ok ha. Đây này cũng giống hệt con kia thôi anh em. 18 cấp trượt một cấp phan ha anh em. 18 cấp trượt một cấp phan. Đó là một cấp nhanh chậm ha. Cái này là mã giống hệt cái kia ha, 108 nha anh em ha. Cái này cái miếng tem này bị bay à. Bể góc chỗ này nha anh em ha. Thân máy gió pin. Bán cho anh em bán rẻ rẻ cho anh em mới xài máy pin này mua về mà xài ha. 8.8. Nha anh em, máy chạy ok ha. Nó về vệ sinh ra là xài anh em. 108. Rồi. Rồi đây. Con Natio Nan 6504 nha anh em ha. Máy cái máy này á, thì than em bao anh em là 80% đổ lên ha. Nói chung là than còn đầy, máy còn đẹp anh em. Đó. Đó. Chiều tóc, đảo chiều.
ok nha anh em ha, máy chạy ok mới khỏe ha, khỏi lo đi, bớt thoải mái nè. Đó, giờ cho con ngoại hình, thấy ngoại hình đây, nó chóc đây chóc đây chóc đây, coi chỗ nào còn chóc nó không báo luôn ha, đây xíu nè. Đó, thì máy thì nó chóc vậy thôi chứ tính ra con này là đẹp á anh em, chứ không phải xấu đâu ha, con này là đẹp chứ không phải xấu đâu. Phụ kiện bên trong là mang bao anh em là ok luôn, 6504 ha, tem nó anh em nhìn tem biết là con máy ở bên trong nó sao anh em, thiệt luôn ha. Rồi thì đây con này đầu gơ nha anh em, đầu hơi gơ nha, rồi báo luôn 380 nha anh em, 380k, thân máy gió pin ruột đẹp, nói chung là ruột ok, không phải đẹp như mới nha anh em, ruột ok, tất nhiên là nó không có này kia kia đỏ hết, nó xài nói chung là cứ ok đi, pin thì nó còn chạy nha anh em nè. Đó không, rồi cho qua 380, đây con ship 12V nha anh em, điều tóc nè không, đó đảo chiều đó, ok chưa. Rồi đây con này motor còn trắng tinh luôn á anh em, nhìn nè thấy không, motor còn trắng tinh luôn á. Rồi máy em đã này vệ sinh rồi anh em, con này vệ sinh rồi ha. Rồi rồi con xít 280, máy vệ sinh rồi, chạy ok, motor còn đẹp ngon lành, nói chung là bên phụ kiện bên trong an tâm đi ô tư. Rồi số 10 nha anh em ghi số 10, số 10 280 nha anh em, chuyển khoản anh bao ship luôn nha, 280 số 10. Thì em còn trong đây là em còn 3 bộ anh em, thì bây giờ là không 3 bộ nữa, như là em sẽ tháo pin ra em để con 132 này vô. Đó, đây 1B1 nè, hai đầu khía này, giới thiệu hai con đầu khía trước đây. Đây con đầu khía này, con này siêu đẹp cho anh em luôn ha, con này là đỉnh luôn anh em, thật sự luôn á. Đó, không đó, ok chưa, này đẹp từ trong ra ngoài nha. Thang thang là chỉ xài mới có một chút xíu anh em, làm như là xài lướt chứ em, con này nè im ru luôn á, thấy không? Để em kiếm cái cây, kiếm cây test cái. Đây, cây test đây. Ha. Anh em thấy chạy im ru anh em, mà vô khỏi búa nó khỏi ghê lắm. Tại vì cái dòng này là dòng hai búa mà anh em, nó y gan con này vậy nè anh em, y gan cái đầu khía vậy. Đầu khỏi gơ lắc gì đi anh em, cứ an tâm đi, cứ việc mua về là xài anh em bán nguyên bộ nha. Thấy không? Giờ đã. Không, con này khỏi nói anh em, nhìn nó ngoại hình nó anh em biết nó im rồi ha. Rồi cái này em bán một bộ nha anh em, 950, một bộ 950 nha. Pin pin này là pin VTC5 nha anh em, viên VTC5 em đã đóng vô đây rồi ha. Đây VTC5 nha anh em, bảo hành cho anh em 3 tháng về anh em xài. Rồi con này là số 11 nha anh em, số 11 nha anh em, chết thì ghi nó vấn, 950 một bộ luôn nha anh em, pin bảo hành 3 tháng cho anh em xài ha. Đó, đầu không cho lắc gì đâu nha anh em ha, cứ việc anh em về là xài vô tư đi anh em ơi. Đó thấy không, rồi con này rất là đẹp nha, đẹp từ trong ra ngoài luôn ha. Con này thì cái ngoài nó không bằng con kia nhưng mà bao ruột đẹp nha, ruột ok, ruột trắng tinh nè anh em. Máy em đã vệ sinh sạch sẽ rồi ha. Rồi. Đầu không gơ lắc gì đâu nha anh em. Anh em nhích mạnh nó mới nhích nhẹ ha. Rồi. Không. Không anh em. Máy một bộ vậy là 950 luôn nha anh em. Makita đầu khía quyền thoại luôn anh em, con này là con quyền thoại luôn. Đó, anh em về gửi tay không gài em cầm tới cầm đuôi giờ nó dơ quá anh em ha, nói về xài thì em bao anh em xài đúng không. Rồi rồi ok, máy full chức năng nha anh em, cứ việc về là xài, máy em đã vệ sinh sạch sẽ ha, cứ việc là xài thôi anh em. Thì một thân máy pin sạc là 950 nha anh em, hai bộ, bộ 950, còn con 1B1 anh em để pin 14 chơi luôn. Đây còn pin 18 em dục đâu mất tiêu rồi. Pin 14 luôn em. Ha, chơi pin 14 luôn em. 4 cấp chính lực nè anh em. Đây là có 1 cấp
Đây là có một cấp, hai cấp này em không biết nè anh em. Đây còn cái cấp này, cái cấp cuối này nè anh em, là tất nhiên là mở, anh em dặn qua chiều mở nè anh em, chiều mở ga anh em ha. Cái này là chiều dặn vô, đây là chiều mở ga nè, nó tự ngắt ha. Khi nào mà anh em để cái đồ nặng vô á, anh em quy ra này là chế độ mở bu lông nha anh em, chế độ mở bu lông, tất nhiên là anh em á bấm vô đút vô, anh em dặn ga vậy nè là nó không ấy đâu, nhưng mà cái con nó còn nó tự nhiên tự anh em mở bu lông nó ra, nó sẽ tự ngắt luôn nè ha. Không tự ngắt thấy không nè. Nè bây giờ em sẽ bóp nè, ga nó tự ngắt lên anh em thấy không, chế độ tiết kiệm pin của nó nha anh em ha. Thì nó là vậy. Với lại bốn cấp chỉnh, bốn cấp chỉnh lực nha anh em. Đây có cấp chỉnh lực trên cò, để em tháo ra cái. Đây có cấp chỉnh lực trên cò nha anh em nha, thấy không 1 2 3 4 nè, 1 nè, 4 nè, 3 2 1 nè, hai anh em thấy không. Đây chế độ, đây là mở đèn nha anh em thấy không, tắt đó, ok chưa, chạy hơi bị im nha anh em. Đầu không gơ nha anh em, đầu cứng khừ không gơ lắc gì nha anh em. Đây một TD171 nha anh em, D ha. Đó, này là tua nó 3800 dòng nè anh em, mát của nó đó. Là tất nhiên không tải đó anh em. Ở đây nó có chế độ là như là chế độ mà auto á anh em, auto á, trong ba nút này có một cái chế độ auto á anh em, tất nhiên là anh em bắn siết càng nặng á thì nó sẽ càng mạnh nè. Nó độc vậy đó, mấy cái con này đời cao nó vậy đó. Rồi. Rồi thân máy này em bán 2.6 nha. Ai giỏi nha anh em, quên nữa. Cái máy này là em đã thay vỏ nha. Thì anh em muốn coi ruột á thì anh em cứ alo cho em, mở ruột cho coi, ok lấy nè, có gì trơn đừng vấn đề nè. Rồi bán cho đi nhanh nè, 2.6 ha. Lúc này kẹt vốn quá trời kẹt rồi, đem mấy con này ra bán chứ con này em để chừng chơi với anh em, giờ kẹt quá anh em ra bán anh em ha. Rồi thân máy nha anh em nhớ giúp em là thân máy nha. Nói chung anh em mua mấy con này là tất nhiên anh em biết xài, anh em biết xài thì nói giá là anh em biết là nó có là cái gì với cái gì luôn đó nè, thật sự luôn. Cái con này thân máy là 2.6 là hơi bị rẻ đó anh em ha. Rồi 2.6 đây em có con 132 đẹp như mới không anh em, trong ngoài đẹp hết anh em, dòng bi còn trắng tinh, ô lộn cái dòng bi, cái dòng ấy còn trắng tinh anh em ha. Con này là còn khoảng cỡ 90% anh em, thật sự luôn. Đây có ba cấp chỉnh ha, 1 2 3, máy nguyên zin toàn bản, còn trong ngoài đẹp hết nha anh em nhìn trong ngoài nó nè ha. Đây là pin zin, nhận sạc zin, pin còn bao đẹp cho anh em luôn ha. Pin bên trong là bao đẹp cho anh em luôn ha. Pin với máy này luôn đó anh em, như là cái này là đồ trong hộp vậy đó anh em ha. Pin là bao đẹp cho anh em. Rồi em bán cái này là đầy đủ chức năng, full con này khỏi nói anh em ha. Con này khỏi nói nè. Tắt mở nè, tắt. Ha. Cái này màn hình màu mờ ta. Con này là 132 nha anh em. TD132 ha. 14V nha anh em ha. Thì em bán là một máy một pin nha anh em, pin zin đẹp nha anh em ha. Rồi em bán 1.6. Anh em nào mà có sạc zin thì mua về là xài. Anh em đừng nói con này bán toi bán gỗ vô tư anh em. Em bao anh em bán dít 10 phân 15 phân. Thoải mái luôn. 10 phân 15 phân là bắn thoải mái luôn anh em. Con này là nguyên zin toàn bản luôn đó anh em. Anh em mà mua về anh em rửa sơ này, em quên rửa chỗ này xíu nè anh em, hơi dơ. Anh em mua về đem về để treo kệ cho anh em ha. Rất là đẹp luôn anh em, trắng tinh như ngọc trinh luôn ha. Đó. Màn hình nó mờ mờ khó chịu quá. Em muốn quay càng rõ càng tốt anh em, để cho anh em xem hết cái con máy cho anh em vừa ý ha. Nhưng mà con cái điện thoại em nó cùi bắp quá. Rồi, cái này em bán 1.6 nha anh em. 1.000.000. Số 13 1.600.000 nha anh em. 132 máy nguyên zin toàn bản, pin zin luôn. Anh em về em có sạc nữa nhưng mà em bảo đảm với anh em nhận sạc zin luôn ha. Để xíu em lấy sạc zin chứ. Này á, là nó xấu quá cho nên anh em không có để chung với cái máy được anh em. Nó xấu quá, nó không xứng với cái máy anh em. Thật sự luôn. Sạc em chưa có rửa chưa vậy trơn á ha. Nhận sạc zin nha anh em. Ok nha, pin zin, sạc zin, máy zin đó anh em thích thì cho nguyên bộ, thêm cục này nữa là 400.000 nữa anh em, là 2.000.000 chẳng là anh em về xài nhức nách luôn, về xài con máy đẹp luôn ha. Về cửa cục sạc này ra, cục sạc này xấu quá, em không có để chung bán chung cho nên em định bán chung nhưng mà không bán chung tại cái vỏ cái cục sạc này xấu quá, chỉ mua về xài là được, còn nếu mà mua về mà để chân chơi mua cục sạc này xấu lắm,
Họ xài thì ok, anh thấy cái vỏ ngoài nó xấu đi chứ bên trong ok lắm, bên trong trắng tinh mới cái nè. Tại vì cái đồ bãi mà anh em nó để lăn lộn ngoài đường á, nó sạc ha. Rồi. Rồi số 13 1.6 nha anh em. Về bán tôm bán gỗ là vô tư, em bao anh em bán tôm bán gỗ luôn ha. Rồi. Nhắc thoải mái nè. Em bán con máy này em cũng làm như là nó hơi tiếc anh em, sự luôn, nó đẹp quá. Trong ngoài đẹp hết á, trắng tinh nè. À. Máy em đã vệ sinh rồi luôn nha, đầu không gơ lắc gì đâu ha. Nè anh em về mở bô lon cũng được ha. Để em test cái. Đúng không? Anh em thoải mái đi anh em ơi. Rồi. Thì em con này là con số 13, là con cuối cùng của em. Thì em kết thúc video tại đây. Chào anh em nha. Hẹn anh em lại video tiếp theo. Chúc anh em nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống nha anh em. Chào anh em.